lại rồi, khi mà cắt đôn vô cây mai nó sẽ có hồi sức lại. Và mình làm cây thì cái phong tàn khi mà cả nhà để nó y gan cũ, cắt dài quá thì cả nhà biết không, khi mà cái tường nó ra rồi thì phong tàn của nó ngày càng càng lớn nhưng mà bóng sao. Dạ, em xin mến chào quý cô chú anh chị em. Ngày hôm nay là ngày đầu tháng, ngày mùng 1 tháng 2. Đến lời chúc toàn vị quý cô chú anh chị em có một ngày mới gặp nhiều niềm vui và hạnh phúc nha. Thì ngày hôm nay thì cũng như dân dịp đầu năm đến thì anh em nhà mình thì ai ai cũng chơi Tết xong để có những cái cây mai vàng, thì cả nhà không biết chơi Tết xong để làm gì. Nhiều khi anh em cũng mới bắt đầu cây mai vàng thì đi mua ở chợ về, có những cây mai mà chơi bông xong mà không biết nên làm gì. Thì ngày hôm nay thì em sẽ hướng dẫn cho cả nhà phải làm gì khi mà mình vừa chơi bông xong một cái cây mai vàng, những cái bước làm như thế nào để cho một cái cây mai mình nó đủ sức, nó phát triển tốt để năm sau, năm 2024 mình có một cây mai vàng mình chơi Tết nha. Rồi bây giờ cả nhà mình cùng theo dõi cái đoạn clip này với em nha. Quên nữa, trước khi đi vô cái đoạn clip đó thì em cũng cho cả nhà xem cái đoạn cái mặt bông này. Mấy bữa thì anh em có nói, Tài ơi, Tài có nói là cái dòng nhị ngọc toàn á, Tài có một cái dòng mới là từ nhị ngọc toàn đi ra đúng không? Thì ngày hôm nay em sẽ cho cả nhà coi, thì em chỉ có được hai cây thôi, hai cây em nhân giống ra. Đây là cái mặt bông của nhị ngọc toàn nha cả nhà, cái này nó hơi nắng nha cả nhà. Em đứng về em quay cho cả nhà coi. Đây là cái mặt bông này là của nhị ngọc toàn, nhưng mà cái mặt bông này thì nó là màu vàng nhiều hơn. Và trên cây á thì tại vì cái biến đổi gen của cái mặt bông nhị ngọc toàn này nè, trên cây mà nó đã có bông màu vàng nó nhiều á thì chứng tỏ là cái gọi là cái biến đổi gen trên cây nó gọi là nó nhiều hơn so với những cái cây mà bông trắng kem. Thì em sẽ chừa lại một cái cây này em nhân giống cho cả nhà. Còn bữa thì cả nhà có nói là nếu mà cái mặt bông màu vàng á thì nó đi ra thì tương lai nó sẽ như thế nào, thì em cũng có một số hình ảnh để lên đây cho cả nhà xem từ những cái bông màu vàng của nhị ngọc toàn bên em nở ra cánh bầu nha cả nhà. Nói chung ra thì cây này thì em chưa có giao lưu được nha cả nhà, em sẽ nhân giống ra từ từ và đợt tới này em sẽ chia sẻ cho anh em. Bông trùm, mùi hương, dảo, tốc độ sinh trưởng rất là nhanh luôn. Đó. Còn cây giống thì những nhị ngọc toàn khác thì bên em nhị ngọc toàn đầu lúc đầu tiên thì em bên em vẫn còn nha cả nhà. Rồi giờ cả nhà mình theo dõi cái đoạn clip của ngày hôm nay với em nha. Cả nhà đi ngang thấy clip của em hay, em xin mọi người cho em một like, một cái chia sẻ và một cái đăng ký kênh để em có động lực làm những cái đoạn clip mới nha cả nhà. Dạ em xin chào cả nhà nha. Thì em cũng nói luôn thì lúc mà mình chơi Tết xong á, thì em làm cái đoạn clip này thì gửi đến cho những anh em mình mà đang bắt đầu làm clip thôi, đang bắt đầu chơi mai thôi. Thì chơi Tết xong không biết làm gì. Nhiều người thì nghe người này nói nọ, người này nói kia, thì cái cách thức mỗi người chăm nó đều khác nhau. Nhưng mà khi mà đã nguyên tắc mình chơi cây xong rồi, mình phải bấm tỉa lại để cho cây mai nó hồi sức lại. Nếu mà mình để nguyên như vậy thì những cái bông mai nó nở ra rồi thì nó sẽ tạo hạt, mà những cái hạt nó đi ra thì nó rất là làm mất sức cho cây mai, tại vì nó dồn sức lại để nó nuôi hạt. Thì những cái cây tự nhiên thì mình không có nói, tại vì nó nằm tự nhiên rồi, chất dinh dưỡng này kia thì nó có đầy đủ đó. Còn những cái chậu thì cái nguyên tắc của nó thì mình phải cắt đôn lại. Cái cây này thì của một người chú ở Sóc Trăng. Cây này thì cây em đã đưa cho chú chơi Tết, chú gửi lại em chăm. Thì nguyên cái dàn cây của em đây thì em cũng năm nào cũng vậy, em cũng hay đưa cho chú chơi xong rồi chú mùng 10 thì chú gửi về cho em. Cái này là cây cam nha cả nhà. Cây này rất là đẹp, cái mặt tiền nó nằm bên này nè, em cho cả nhà coi. Em cắt dây ra cái, chú rất kỹ, cái dây của em chặn đây nè, cây của em chặn đây để cho cái gốc nó khỏi lung lay, chú cũng không dám tháo ra nữa. Nói chung cây này cây một cây rất là giá trị nghe cả nhà. Hàng này hàng hiếm, em nói thật sự hàng này là hàng hiếm. Rồi khi mà những cái cây mai á nó chơi bông xong á thì nó sẽ tạo hạt và nó sẽ ra những cái chồi mới. Cây này thì em cũng có dặn chú chỉ cần tưới thôi, tưới và xịt nước lên thân cho nó mát cây thôi, để tạo độ ẩm cho cây đó. Thì chú sẽ không có kích gì hết. Đầu tiên vô thì em sẽ nói cả nhà luôn, cái phong cây này là một cái phong cây thành phẩm, nó là một cái cây trực. Thì bây giờ mình cắt sao để cho cái cây mai mình
cái năm tới này nó đạt hiệu quả cao về những cái chi cành này kia thì em cứ cắt tôm lại. Cắt trước rồi hồi chút xíu mình tính sau nghe nghe cả nhà. Cái cốt chính của mỗi cây á, nó là chẳng hạn như cái cây mai mình đó, nó có một cái cốt chính, người ta hay nói là cái gì cành cấp 1, cành cấp 2 này kia, thì em không có chuyên, em cứ làm theo cái cảm tính của em thôi. Hiện tại bây giờ thì em cắt bỏ những cái dặm dâm, cành dâm bỏ và em chừa những cái cốt chính của nó, chút nữa em sẽ nói sau qua cái phần đó nghe cả nhà. Mình chỉ chừa mỗi cái đầu cành, một cành, một cành, một cành thôi là đủ đủ rồi. Này có dây nhôm bởi vì em phải cắt dùng cái kéo cũ em cắt. Mình cắt như vậy rồi để hồi nó nói sao, tại mình không phải dùng chuyên. Mình phải nói theo cái cảm nghĩ của mình để cho nó thực tế nha cái này. Cắt về hồi còn tôm vô nữa. Khi cả nhà làm chẳng hạn như số lượng của bên em làm nhiều thì bên em sẽ có một cái đôn. Đôn nó xoay, mình làm ngồi một chỗ thì mình xoay vậy thôi là mình làm rất là dễ. Cây này còn nút nè. Kéo này cũng mua đâu phải rẻ tiền đâu, nhưng có cái dục lăn lóc nó giờ này thì nó bị cũ rồi. Cả nhà cứ cắt cho nó gọn trước đi, hồi nữa rồi mình sẽ từ từ mình nói sao có vấn đề và lý do tại sao mà cắt như vậy nghe nghe cả nhà. Nhiều anh em cũng nói rồi tài làm đi chứ em cũng ngại làm, lý do tại sao, tại vì em còn nhỏ nhoi quá. Tại vì nhiều anh em nói thôi tài làm đi, làm theo, tại vì anh em đang đang theo dõi tài, tài cứ làm đi, cứ mạnh dạn làm. Tại vì có nhiều cái ý kiến mỗi người đều khác nhau, ở đôi khi mình làm nó không đúng thì nó kỳ. Em thì làm theo cái cảm tính của em, nghe nghe cái nè, trước giờ mình sao là mình cứ làm vậy. Gọi người ta gọi là cắt đô. Rồi, cả nhà nhìn thấy hiện tại giờ rất là gọn gàng, nhưng quan trọng nhất khi mà cả nhà cắt cây á, mình chỉnh sửa bất kỳ một cái phôi mai nào nó, mình nhìn cái mặt tiền của nó rồi mình cắt, nó sẽ dễ hơn. Rồi, em thì lựa chọn cái mặt này là mặt tiền đây, đó,
Thì bây giờ là cả nhà nhìn thấy cái cốt một của nó nè, cốt một của nó nè, cây này là cây ghép, mình đi ra nó rất là bự. Đó, hiện tại giờ thì mình sẽ cắt sao để cho năm sau á là nó sẽ ra một cái bộ tàn đều, mình chăm sóc nó dễ. Hiện tại giờ thì em đang cắt thông lại, với những cái mà đang hạn cắt theo cái chiều dài của nó thì cả nhà nên cắt nó như thế nào. Quan trọng nhất là cái cốt nè, cốt chính của nó, em lựa chọn cốt chính nó là cốt này, tại khi mà cái mặt tiền nằm đây thì cái cành của nó lúc nào về hướng em nè, gọi là hướng phải, nó em cắt vậy, cắt đôn vô nó. Còn những cái cành mà chẳng hạn cái cành dâm này nè, nói chung ra có cũng được không có được, tại chỗ này nó có rồi nè, mình cắt bỏ đi để cho cây mai nó hồi sức lại nha cả nhà. Rồi những cái cành mà bung ra trái phải của nó thì cả nhà cứ cắt gọn lại, chừa đúng một một cành thôi, mình chăm sóc nó dễ. Những cái nách này cũng vậy nên cắt bỏ đi, về mình cắt đôn lại đó, rồi tới qua theo từng cành nè. Giống như cái cành một ở dưới nè, nè em chừa là chừa cái cốt chính của nó ra nè, những cái này thì mình vẫn chừa lại hơi ngắn để về sau mình nuôi á, cái từ cái cốt này ra nè mình nuôi giống như cái bộ tàn lúc ban đầu, nó ra được khoảng chừng hai tắc cái là đều đó, mình chăm sóc vậy nó dễ. Rồi quay qua tới cành này nè, em lựa chọn cái cốt này cốt chính, tìm những mấy này thì em vẫn chừa nè, còn mấy này nè cắt ngắn lại nè, ngắn lại để về sau á, ví dụ cả nhà có ghép đi nữa thì cả nhà vẫn ghép từ đây ra nó sẽ đẹp hơn đó. Tốt cỡ gì, quay ra cỡ bên này cắt nó lại cái nè, cái cành này cắt nó lại cành nhỏ nhất, mình cứ cắt đó cắt hồi chùi lủi luôn nói vậy chứ phải cắt như vậy mới đúng. Rồi khi mà cả nhà cắt nhìn thấy những cái nách cây nè, những cái cành dâm đó, cả nhà cứ cắt bỏ nó đi để cho cây mai nó có sức. Rồi mặt tiền đây nè, cứ cắt vừa phải là được đó, mình chừa cái cốt chính của mình ở đây, cắt ở đây để về sau mình nuôi ra nó cỡ gì nè, ở dưới này cái gì nó đi theo cái chiều thì nó sẽ dễ và cái cây mai của mình nó đẹp. Cái này mình cắt đôn đó, chỉ cái cành dâm nhỏ là mình cắt hết à, cỡ về là cắt nè. Cây này thì em sẽ không thay cắt chậu, mình chỉ bổ sung cho nó thôi. Nhưng mà có cái chuyện cũng nói cả nhà, khi cả nhà cắt đôn vô rồi thì cái đầu tiên cả nhà nhiều người cũng kích rễ này kia thì không nghe, nghe cả nhà. Ở dưới em thì làm theo cái cách khác, em đây thì mình làm ra xong rồi thì mình sẽ gỡ dây. Ví dụ với những cái cây mai mà đã đi vô dây rồi thì cả nhà cứ gỡ dây ra để cho cái cây mai của nó sẽ không bị gò bó, để cho nó đánh thức những cái mắt cũ. Tôi khi có những cái sợi dây nè, mình cắt đôn vô rồi thì nó sẽ phủ vô cái mắt cũ đó, thì mình phải gỡ dây ra nha cả nhà. Cái này là một cái cây mai, nếu mà em cũng nói cả nhà luôn, nếu cả nhà biết cái dòng Anh Châu á thì cả nhà sẽ biết đến dòng này. Nhưng mà sự ra là em nhớ cái lô này nó chỉ được có 2 cây lên tới 3 cây thôi là theo em biết nha, còn nơi khác thì em không có gần, tại vì cái dòng xoay này nó bự. Ơi à, hôm qua có tặng cái nó không? Đâu rồi? Đó, thì khi mà cả nhà làm xong rồi thì em cũng nói cả nhà luôn, cắt đôn vô rồi, bôi keo vô. Và cái cách thứ hai, nhiệm vụ thứ hai cả nhà biết làm gì không? Cả nhà đi lấy cho em một gói Vinomidon, em sẽ để hình trên này. Còn có Vinomidon và cả nhà có thể pha vô khoảng một cái thuốc kích rễ nào đó của cả nhà tưới vô cho em, cứ theo định kỳ nó tầm khoảng chừng 5 ngày 7 ngày một lần. Khi nào nó ra dấu hiệu của nó ra tược nó thì cả nhà bắt đầu xịt thuốc sâu này kia và kích rễ nó, không cứ từ từ được nhấp nó lên đó. Còn cái phần chất trồng cái này thì mình chỉ vệ sinh cho nó sao mà cây nó sạch sẽ, và những cái bông mai, cúng mai đó mình làm sao tận chặt lại cho cây mai mình nó đẹp là được thôi. Còn cái cắt đôn đó, thì cả nhà biết sao, khi mà cắt đôn vậy nè, cắt đôn lại để cho cái cây mai của mình nó hồi sức, và khi mà mình cắt rồi á lại rồi khi mà cắt đôn vô cây mai nó sẽ có hồi sức lại. Và mình làm cây thì cái phong tàn khi mà cả nhà để nó y gan cũ, cả nhà cắt dài quá, cả nhà biết không, khi mà cái tường nó ra rồi thì phong tàn của nó ngày càng lớn. Nhưng mà bonsai mà cả nhà phải hút cái cành nó lại nuôi sao để cho nó có một cái kích thước nó phù hợp theo cái tỷ lệ của một cái cây mai bonsai.
thì cá nhân em là như vậy, còn cá nhân của mỗi người thì đều khác nhau nha. Ở đây thì em làm một cái đoạn clip như vậy thôi, rồi giờ bắt đầu lên cây thứ hai. Rồi tiếp tục ngày hôm nay thì bước vô thì có một cái cây mai hình thú nha cả nhà. Nãy thì có một cái cây mai quái à, giờ thì có một cái cây mai hình thú. Cái cây này thì một cái cây mai gọi là chuẩn hình thú. Đây, đây là cái mặt tiền của nó. Giờ thì em cũng cắt đôn lại. Và đợt vừa rồi thì nuôi cái đọt chuẩn thì nó cao quá, giờ thì mình chỉnh sửa lại theo một cái phong tàn gọi là phong tàn bonsai nha cả nhà. Bonsai, bonsai là một cái mô hình thu nhỏ. Giờ thì em thử lý trước cái phần đuôi của nó nè. Hình thú thì phải có đuôi. Nó bất kỳ một cái cây mai nào đó khi cả nhà để ý là nó có những cái cành dâm á, là cái chỗ mà nó hay ra những cái bông mai á, thì cả nhà phải cắt bỏ nó, chừa lại cái cốt chính thôi. Nè, ví dụ như cái đuôi nè. Giờ mình cứ cắt ở đây trước đi. Cho nó dễ làm. Cái đuôi á thì lúc nào cũng vậy, nó đi ra là nó phải có một cái chi lợp bên sau nè, chi lợp sau ở đây có nè, cắt bỏ nó một cái. Hồi đó mình xử lý sau. Cây này là cây dạng như trồng mà chưa, cây này là phải thay chất trồng nè. Tại vì nó bị lún. Khi cả nhà nhìn vô camera, cả nhà nhìn đâu thấy dạng chân của nó đâu, chỉ thấy được cái mình ở trên và cái cốt cành ở trên nè. Cây này là một cây đẹp. Cây này hồi đó em mua của một anh thầy giáo, anh thầy giáo bên An Giang đó. Rồi vừa mang về tới thì chú nó chia chú đi. Tại cây này em muốn một cái đoạn clip, làm clip gửi cho cả nhà nè. Em cắt hơi xa xa đi, rồi hồi nữa em sẽ nói sơ cái vấn đề mà tại sao cắt như vậy nè. Nhiều người thì sẽ nói giống như những cái đoạn clip mà em cắt phôi, nhiều người sẽ nói hồi nãy cắt cây thật cây củi chứ cây cây mai gì. Nói thật sự ra thì cả nhà chơi cây càng lâu thì cả nhà sẽ hiểu cái cách tại sao cắt như vậy, không phải riêng em. Giờ nè, giờ bước vô trước cái đi. Thì cái đuôi thì nó nằm ở vị trí này. Nếu mà cả nhà nói cái cây này thì giờ thì mình sẽ nhìn theo cây mà mình cắt. Giờ hoành cây này thì nó tầm chỉ có 24-25 thôi. Mà cái phong cây này gọi là một cái cây phong mà gọi là bonsai mà nó gọn, chứ không phải là một cái cây mai bonsai bự. Cái chậu này gọi là tỷ lệ bự với nó đây nè. Hiện tại bây giờ thì cái đuôi cỡ gì, phải không? Thì nếu cả nhà bây giờ em cắt ở đây đi. Ở đây thì cả nhà sẽ nghĩ là nhìn trên hình á, một cái phôi thì cả nhà sẽ thấy nó hợp lệ, nhưng mà không phải. Ví dụ như bây giờ em cắt ở đây thì cả nhà sẽ nuôi thì đầu cành nào thì nó cũng phải có một cái đọt nè. Không lẽ cả nhà nuôi ra đây một gang ta hai tắc nữa thì nó sẽ bự. Tại sao mình không cắt ở đây? Em cắt đây nha. Đó, tại sao cả nhà không cắt ở đây? Cắt ở đây cả nhà ra đây là nó vừa cỡ gì, là cái phong cây nó sẽ đẹp. Rồi bước lên trên cái dàn trên, cái dàn trên của cây này à, nó cây này không biết cành mấy. Đôi khi em nói cành 2, cành 3 mà người nhiều người bắt lỗ thì nó cũng kỳ. Giờ nè, cành trên nè, mình cắt sao cho nó hợp lại lại là mình phải nuôi lại. Em cắt đây, cành lợp phải sao cắt ở đây. Nó có một cái co sẵn khi mà mình đi vô dây á nè. Một cái cây nào đó khi mà mình đã vô dây rồi thì họ làm á, họ sẽ có một cái co sẵn để về sau mình cắt giật lại cây mai mình nó đẹp. Nay hồi đó cái này chắc em vô dây quá. Này chắc em vô dây nè, em vô dây hồi đó quá. Này cũng 2 năm ngoài rồi. Đó, giờ cái cành mình tháo ra luôn đi. Cây này thì ít, em cũng tháo luôn. Tháo để có một cái đoạn clip gửi cho cả nhà cho nó lù gít chút xíu. Nè cái đuôi quá đẹp. Đây. Đó, cái đuôi nằm ở vị trí này rồi.
giờ cái cành trên này thì nếu mà theo em á thì em sẽ không cắt, em sẽ cắt vô đâu vô nữa, tại vì sao cái khoảng cách này nó ra nè, nó không có chi á, thì mình cắt ở đây nè, nó cắt đây để mình nuôi ra, cái này nuôi đây, cái này nuôi đây thì nó sẽ hợp lại nha. Rồi giờ tới cái dàn trên, tới cái cành phong trên nè, cành phong trên là mình cắt ở đây, tại nó có co sẵn rồi. Này, khi mình lợp ra đây thì mình vẫn thấy cái đường thân, chứ đừng bây giờ mà để cái cành phong nó nằm ở đây. Nó giờ tới cái cành một của con thú, gỡ ra cái. Cây này là cắt hơi sâu. Lý do tại sao cả nhà biết cắt hơi sâu không? Tại vì cái cây này nuôi cái phong tàn nó bự quá. Cây này là nuôi phong tàn. Em nuôi thả nè, để cho cái cốt ở trong nó bự. Rồi bây giờ mình làm lại. Làm lại rồi thì cái cây này năm sau nó sẽ thành phẩm, nó sẽ đẹp hơn. Tại vì cái cốt chính nó đã có rồi. Cái này không biết ông thầy giáo nếu ông có coi ông nhớ nè. Cái này năm sau nếu mà em giao cho chú, em giao cho chú để chơi Tết, cái này bông đẹp, thì cái cây này em sẽ không nằm trên cái chậu này nữa, chắc em sẽ thay một cái chậu dĩa theo đúng cái khuôn khổ của một cái thú. Y gan như là em đang cắt phôi á, cái cây này nè, y gan như em đang cắt phôi vậy đó. Em rất thích là những cái dòng cây thú, ai mà có những cái cây thú chuẩn á, có coi clip này nè, ai có thú chuẩn cứ IB em, hợp lại giá mua tiếp để năm sau mình làm tiếp nghe cả nhà. Tại vì cái nghề chính của em là nghề mà bán ba vàng, thì cả nhà cũng biết rồi, có những cái tác phẩm đẹp thì mình cũng để lại mình làm cây, khi mà thành phẩm á, thì cả nhà cũng biết là một cái cây mai thành phẩm á, mà làm đúng theo cái nghệ thuật thì nó sẽ có giá trị cao. Rồi giờ làm tới đây thì từ từ nữa, đây từ từ trước cái. Bây giờ cái cành này là cành đuôi mình có rồi nè, bây giờ mình là lựa chọn cái cành mâm bên này làm cành một đi, thì những cái rút cốt này nè mình sẽ cắt gọn gọn lại cái là nó có cốt sẵn rồi, về sau mình nuôi ra cũng bằng cái vị trí đó luôn nè. Ví dụ như từ đây mình nuôi ra bằng cái vị trí của cái cành đó thì cái phong bay nó sẽ đẹp, tại vì cả nhà vừa nhìn thấy cái những cái cốt cành nãy giờ, cả nhà nhìn thấy nó rất là bắt mắt và nó sẽ kích thước của nó phù hợp với một cái cây này, thì cả nhà cắt ở đây, cả nhà nuôi ra bằng cái vị trí những cái cành nãy giờ em cắt nè, thấy nó sẽ hợp lại hơn nha. Đây mình cắt ở đây, những cái sườn cắt bỏ nè, cắt bỏ nè, cắt bỏ không phải là cắt bỏ, chẳng hạn như cái điểm dương nó có cành mà nó hơi nhỏ, cả nhà cắt ngắn nó lại để mình nuôi tiếp tục cái cốt nó ra, về sau nó bự bằng này nữa thì nó sẽ đẹp. Rồi quay qua cái mặt bên này, gặp cái này dạng như mấy cái cành phong ở bên nè, cứ cắt ngắn lại cái. Rồi đây ngắn lại, bên này nó có cái chữ V, chữ V thì cả nhà nên nhớ là cả nhà phải chừa lại cái chữ V, cái chữ V để mình xé hai cái chi ra nó sẽ đẹp. Làm cái này thì đôi khi mà nói thì lời nói là nói một chuyện, nhưng mà mình phải có một cái bản demo. Cái demo mà demo là một chuyện, nhưng có cái mình demo mình làm sao mà cây nó giống tỷ lệ nó ở vị trí cành nó nằm đó thì được, còn những cái đoạn vẽ thì nhiều người thì sẽ nói làm giống được không? Không bao giờ làm giống được đâu, tại vì cái hình là một chuyện chứ sao mà làm giống được. Cái cành vị trí chỗ đó thì mình làm ok, còn ví dụ như bẻ chỉnh sửa theo những cái bản demo mà cái cành mà chi tiết giống sao mà giống được, không bao giờ giống được, tại vì cái hình cái ảnh mình lại lấy mình là mình vẽ bằng tay này kia thì mình vẽ được, còn đôi khi mình những cái chi này sao mình vẽ chi chính xác được. Rồi ở dàn trên từ từ em sẽ nói đến nha. Nha, những cái cành bây giờ cái mặt tiền nó ok nè, cái mặt tiền nó ok nè ha. Bây giờ mình tới những cái cành ở bên này thì mình rút cốt lại, gọi là cành phong nè. Cái cành này vẫn gọi là cành lợp, đúng ra em không có xài cành đó luôn. Rồi bây giờ trên này thì sẽ nó có một cái cành này, cành mượn nè, từ bên này mà nó lắp qua mình lái qua bên này, mình nói mình tận dụng cái này luôn á thì nó sẽ không đẹp. Tại sao nó có cành trên này rồi mình không xài, mình sẽ cắt bỏ cái cành dư, tại mình đã chấp nhận mình nuôi một cái cây mai nó chuẩn đẹp rồi á, đừng bây giờ mượn cành. Em nói thật sự đừng bao giờ mượn cành. Rồi nằm đây rồi nè ha, nằm đây rồi. Bây giờ cái vị trí dàn dưới nó đã xong, xác định lại cái đọt chủ. Đọt chủ này nếu mà cái cây hình thú á, bây giờ anh chỉ nói đơn giản nè, ở đây có một cành, ở đây có một cành rồi, trên này có một cành rồi. Nếu mà mình theo cái tỷ lệ của cây này, một cành, hai cành, ba cành, bốn cành, nó dày đặc lắm. Bây giờ mình phải hút nó lại, mình nuôi sao dày lên, đọt chủ khóa lại nuôi từ đây ra nó sẽ đẹp hơn. Cắt băng keo cái đi, nói nhiều quá trời ơi. Những cái mà đi dây á, đi dây mà dạng như lò xo á, thì nó sẽ tránh cái tình trạng bị những con việt sáp nó chui vô đó, nó làm tổ, nó đẻ trứng trong đó và nó nhân giống ra từ từ.
Còn nếu mà mình đi lò xo thì cả nhà biết gì không, nó ăn dây mình gỡ dây thì nó lâu, còn mình bấm dây thì mình lại tiếc. Để cắt bỏ này trước cái đi, cành này nó hơi nhỏ, mình cắt hơi dài dài. Dây nhôm thì giống như trong ở miền Nam mình thì em nói cả nhà, nhiều người sẽ thích nói cái vấn đề mà ở trong Nam mình thì nói là ui thằng này nuôi cây để dây nó ăn vô rồi húi dở. Nhưng cái quan niệm thêm vùng miền nó lại khác. Chẳng hạn như ở vùng ngoài có một số anh em cho nó ăn dây hơi khuyết vô, khuyết sâu luôn á, rồi tháo ra để về sau cho chỗ đó nó có một cái điểm nhấn là nhìn nó già cái chi cành đó. Bởi vậy thì mỗi vùng miền đều khác nhau. Em mời cả nhà mình ly pha nha. Không ai giống ai, nghệ thuật mà. Cái đẹp thì mỗi người cách nhìn nhận thôi. Em gỡ dây ra cái rồi em sẽ cắt cái đọt chủ nha. Cắt đọt chủ sao cho nó đẹp, tỷ lệ nó đúng. Tại vì cây này cây của chú, mà chú rất là tin tưởng em. Chú nói không muốn làm sao còn làm, miễn sao Tết đến có cây đẹp cho chú chơi Tết là được. Rồi đây, bây giờ cái đọt chủ của cây này nằm ở đâu cho nó thích hợp. Đó, bây giờ gì? Thì có những em sẽ nói cả nhà và em sẽ cắt nha. Cây này em thúc vô chút để cho cả nhà nhìn cái phong cây nó đẹp. Rồi đây, cái đọt chủ nằm ở đâu cho nó đẹp, em sẽ lựa chọn cái đọt chủ nằm ở đây. Đó, em sẽ lựa chọn đọt chủ nằm ở đây. Thì cả nhà cũng biết rồi, cái cách chăm và cái cách chỉnh sửa cây nó đều khác nhau. Thì bây giờ em sẽ nói cả nhà, em sẽ dẫn chứng cho cả nhà một cái chú. Chú này gọi là chú, em nể chú là bao nhiêu năm nay. Nếu mà cái cách sửa cây, ngày hôm nay mượn hình của chú lên đây, chú không coi YouTube đâu, nhưng mà con rể chú sẽ coi YouTube. Con rể chú cũng là một dân cao thủ chỉnh sửa cây. Rồi bây giờ vậy nè, thì cả nhà cũng biết rồi, thường thường những cái độc chủ thì mỗi người sẽ hay sửa là nó lên vậy. Em cũng vậy thôi, lắc nó để cho mình có những cái điểm dương, mình sẽ nuôi cành cho nó đẹp. Còn đây, nếu mà cái cá nhân em cây này lựa chọn một cái tược nó đi lên, ví dụ mọc ở dưới này nè, trên cũng được, dưới này, dưới thì càng tốt, mình bẻ thẳng lên cái thôi, bẻ thẳng lên cái luôn, thẳng ngay tắp cây này, ngay tâm từ trên này xuống cả nhà nhìn thấy ngay tâm phải không? Rồi em sẽ dẫn chứng cho cả nhà tại sao mới gọi là nó đẹp nha. Cái phong cây này chỗ này nãy giờ em đã cắt gọn rồi, thì mình sẽ nuôi ra, em cho nuôi ra một tấc rưỡi nữa đi, rồi cả nhà bấm tỉa lại, nó còn tới bằng cái mí chậu đi, đó bằng mí chậu, những cái điểm này thì mình xé ra mình không có nói à, những bên này cũng vậy, một tấc, ví dụ ra hai tấc là tới tháng năm âm lịch gì đó cả nhà cắt. Đó thì thường thường thì em hay nói là câu gì nè, đầu năm trồng cây, giữa năm chỉnh sửa, cuối năm che bông, thì em hay suy nghĩ vậy đó. Đây thì cả nhà cứ tới cuối năm, giữa năm cái cả nhà chỉnh sửa nó lại cái, cả nhà đôn nó lại cái nữa, rồi lúc tới tháng 10, tháng 11 gì đó cả nhà, tháng 10, tháng 9 này kia cả nhà tạo nụ cho nó là được thôi. Giống như cây này chỉnh sửa một cái phong cho nó ngay bóc này vô ha, lọp cái phong cây nó cỡ nằm cỡ gì nè, là từ đây một gang tay, hai gang tay nó tầm 4 tấc thôi, theo cái tỷ lệ của cây này gọi là đẹp ha cả nhà. Bởi vì tại sao mà khi mà những cái cây mai, có những cái cây mai mình cắt đôn nó vừa phải, và có những cái cây mai nó cắt đôn sâu như cây này. Tại sao cây này cái phong cây nó nảy nó ra bự quá nè, cái phong cây này nảy bề ngang nó bèo nhất phải từ 1 mét. Bây giờ em thu gọn lại, nếu cây này thành phẩm rồi em cho nó gì, một gang tay, hai gang tay, ba gang tay, nó dữ lắm mà tầm khoảng chừng 50 thôi, 55 thôi đó, tại vì mình còn bấm tỉa nó sẽ đẹp hơn nha. Đó thú rồi. Còn cái hai cái cành này nè, đúng ra mình sẽ cắt cho nó giót lại, nhưng có cái nó còn bé thì bắt buộc mình phải nuôi để cho cái cốt nó lớn chút xíu đó. Tại vì mình nuôi sao á, thường thường nuôi từ dưới lên trên vậy nè, nó nuôi dưới lên trên vậy nè, nó bự, nó nhỏ dần dần nó sẽ đẹp nha cả nhà. Rồi đó, thì cái cây này xong thì em coi chất chồng, cái này phải thay chất chồng đó. Tại vì khi mà em đã cả nhà để ý những cái chất chồng mà trồng bằng chất sơ dừa ha, cả nhà chơi Tết xong rồi cả nhà nắm gì nữa lên nè, nếu mà cái rễ mai á, rễ mai nó dính theo những cái chất chồng nó nhiều thì cả nhà nên thay. Tại vì biết sao, rễ mai nó đã ăn hết chất dinh dưỡng của này rồi. Còn này thì nói chung cây này phải thay nè, nắm lên mà nó dính, nó tách đứt mấy con rễ là rễ nó quá nhiều rồi. Mình đôn lại mình làm. Còn cây này thì em sẽ không làm đoạn clip lên chậu nha, tại em còn cắt đôn thêm một cây nữa. Rồi, tiếp tục theo dõi clip này với em, cây số 3 nè. Rồi, bước đầu vô cây này là cây số 3. Em xin lỗi cả nhà nha, cái đặc thù của công việc làm thì em phải chích nó một miếng.
nhiều anh em cũng hay nói lên về YouTube đừng có hút thuốc. Em thì hay hút. Cây này là cây của em, đặt vừa rồi thì em cũng có cho chú mượn chơi Tết. À, tại vì đặt vừa rồi chú có đưa em một số cây nuôi chăm á, thì năm vừa rồi mưa quá. À, em nở hết, em đưa cho chú một cái cây mai xù nu, cây này cây của em. Thì bây giờ em sẽ tháo dần chân nó, cũng cắt đôn lại. Cây này là có những cái cây mai mà em hay nói trên cho cả nhà coi á, là cái vấn đề gì nè. Chăm cây á, là phải có thời gian chăm. Thời gian chăm, mà nếu mà cái thời gian của mình lỡ mình quên nó tầm khoảng chừng 2 tháng thôi. Một tháng mình vẫn tưới bình thường, vẫn chăm bình thường, nhưng có cái mình sơ suất á, mình quên nó một cái là có thể như cả nhà là phải mất nhịp của nó. Ví dụ như cái này nè, giờ phải cắt đôn sâu, cắt y gan như cắt phôi để nuôi lại. Cái này cây xù, cái này là em mua của một người anh ở ở Hậu Giang. Quá mau lớn, ý là nằm trên chậu nó còn mau lớn vậy. Hồi đó mua có 30 quạnh nhiêu. Hồi đó mua cái này nè, 30 quạnh nè. Bây giờ sẽ làm cái bước nào để cho cả nhà nhìn thấy cho nó rõ trước, cắt dàn chân nó cái để cho cả nhà nhìn thấy. Cái này thì em vẫn giao lưu với cả nhà, nhưng có cái giá nó tương đối cao. Tương đối nó gọi là cao. Xù mà hàng kiếm cỡ gì, nó già cây mà nó cỡ gì là lâu lắm mới được một cây nha. Rồi bây giờ cả nhà đang nhìn thấy lý do tại sao em hay gọi là cái cây này là phải cắt sâu xuống. Tại vì những cái cành nè, chia cành uống mọc vị trí á, có những cành đúng và có những cành sai. Những cái cành đúng á thì nó lại vươn quá, nó vươn lên quá, khi mà mình cặp dây lớn vô thì mình sẽ không có làm được. Và có cành sai, lý do tại sao có cành sai, cái này cái mình của nó thì mang một cái mình siêu và nó giống như một con thú, thì nó sẽ có một cái gọng xê lên. Thì trong những cái đoạn âm, cái này gọi là đoạn âm nè, mà lại có một cái cành ở đây á, thì nó gọi là sai nó, tại nó nằm trong đó thì mình đâu có phá được. Rồi giờ em cắt nha. Cái thứ nhất, cả nhà nhìn thấy cành nào chổi cắt bỏ, áp thì em cũng cắt luôn à. Cắt bỏ một cành. Em không có mít thu, bởi vì em phải thu âm lại nè. Rồi em phải chèn qua bên kia nữa nè. Ba em thì thích chơi cái kiểu mà dạng như là chi càng nhiều càng tốt để cho cái cây nó ấm. Nó vậy. Em thì vậy, em thì đi theo lối bonsai, ba em thì đi theo cái lối mai tàn. Đó, nó vậy. Hai trường phái khác nhau nghe cái nè. Nhưng có cái là có những cái ông bà ta chỉ mình rất là hay. Ông bà ta chỉ giống như ba em á, chỉ em nhiều cái mà gọi là làm cây và chăm sóc cây rất là hay. Ba em lâu lâu mà ba em mà có làm được cái kinh nghiệm gì đó là chạy qua nói em liền. Ê, Tài, cái thuốc này hay lắm, mà cái con làm gì là hay lắm, mà tôi công nhận hay thiệt. Rồi đó, khi mà em cắt bỏ cái cành gọi là đâu là em xác định cái mặt tiền nằm bên này. Đó, mặt tiền nằm đây đi. Nè, em mới cắt bỏ cái cành gọi là cái cành âm là mình dư rồi. Bây giờ những cái bước tiếp tục mình cắt, mình đôn lại cái cây này thì em nhìn lại cái này, cho em nhìn lại cái. Em cắt đôn lại để cho mình nuôi lại cái cây mai cho nó nhịp, cho nó đúng. Nó có một cái cành lợp nó bự, nó đẹp, nhưng có cái nó bự quá, mình uống sư sữa cái đoạn co nó bị lấp cái thân. Rồi đây giờ em cắt cái dạng dưới trước đi, rồi em sẽ từ từ lên trên ha. Cắt để đôn cây. Cái cây này nè, hiện tại bây giờ nè, mình có thể mình dằn xuống. Bây giờ mình chỉ cắt cái sao, mình cắt để cho cái chừa cái cốt đó nè. Đi ăn cắt phôi đi ha, giờ em cắt gì. Đó là mình được một cốt nè. Giờ em cắt gì, được hai cốt. Cốt này nè, mình cắt hồi nữa mình vô dây lại để cho nó nằm xuống. Đó, cái gai này cắt đôn nhưng mà cũng hình thức dạng như cắt phôi của cây này. Mình được cái cành này rồi nè. Tới cái cành lợp bên sau, cắt đôn nó lại hết. Cái này sẽ có một cái bản demo đẹp. Đảm bảo cả nhà, cái này sẽ có một cái bản demo đẹp. Tại vì sát cây mai này em làm cây đúng gu của em. Cả nhà để ý những cái sợi dây á, dây nhôm á, cả nhà lúc đầu tiên cả nhà vô cái cành bé đi, giống như cành này nè, đang vô dây nhôm trắng. Cả nhà vô gì? Cái việc chăm sóc của cả nhà, cây mai nó tốt rồi ha, là cái cành này nó sẽ vươn lên. Tại vì sao? Cái đọt này nè, lúc nào nó cũng vậy, nó đi tìm ánh sáng, nó đi theo cái nắng mặt trời nó vươn lên thì nó sẽ mau lớn, tại nuôi thả mà nó mau lớn, cái cốt ở trong này nó bự, ở ngoài này thì nó dài theo, bây giờ cái cành này nó sẽ vươn lên. Hay cái nè. Lý do là những cái cành mà cả nhà uống, cả nhà bị lãng quên, nó là gì?
uống rồi cả nhà bỏ đó, cả nhà không cắt đôn, cả nhà không tháo dây chỉnh sửa nó lại thì nó sẽ lớn ở trong này, nó sẽ vươn đi theo vậy nè. Giống như cành này nè, cả nhà thấy không, cặp dây vô xong nó vươn lên đó. Bây giờ mình cắt ngay chân cái chỗ ngày xưa mình cắt thôi đó, cắt đôn lại, cắt đôn lại rồi hồi mình chỉnh sửa sau. Những cái cành chi này kia nó mọc ra rồi cả nhà cắt bỏ hết, những cái chỗ bị phù này kia cả nhà cắt bỏ hết, chỉnh sửa nó lại sao cho cái cây mai mình nó liền lạc, nó đẹp là được. Cái cành này nè, nếu mà đợt tới em sẽ có nuôi dây rồi phải không, em sẽ cột sợi dây đây nè. Tại mình vô dây lớn cũng được, nhưng mà khỏi mất công vô dây. Tại vì mình đợt tới mình chỉnh sửa cái dàn chi ở ngoài đó, mình đâu có chỉnh sửa cái dàn cốt này đâu. Mình có sợi dây mình cột cho nó ghì xuống, nó bằng vậy nè, nó bằng xuống để cho về sau cái mâm của mình nó sẽ ra gì, nó ngang ngang ra. Một thì nhiều người sẽ uống là nó ngang ra gì, hai là người ta sẽ uống theo chiều xuống, chứ không bao giờ nó vươn lên. Vươn lên để dành cho những cái cây mai tàn á, và tàn đào á, người ta chỉnh sửa ra rồi phải không, là những cái chi ở ngoài nó sẽ vươn lên giống cây đào. Nó là vậy, mai tàn nó hay vậy nghe cả nhà. Rồi cái cành này, cành ở trên mình cũng cắt đôn vô, hồi thu dây sau cắt đôn vô trước cái này hồi chỉnh sửa. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Cái này đúng ra em mà đứng đây em cắt cái này chỉ còn một phút một mà cắt xong cái này, tại vì em làm cái clip. Bây giờ em cứ nhẫn nha, mình vừa làm mình hướng dẫn cho cả nhà. Nó vậy nghe cả nhà. Cái này năm vừa rồi ba em cắt đôn, mà ba em cắt đôn không xa. Bởi vì giờ mà em theo cái ý của ba em cắt gì cho nó dễ. Nè, em đi cắt và em thấy những cái cành dăm tí em cắt hết nè. Giống như khi cả nhà cắt đôn thì cái đầu cành nó sẽ ra hai cái chữ V. Nó ra hai chữ V nè, lúc đó mình sẽ bung ra, mình lợp ra. Bởi vì khi mà mình cắt á, là cái vị trí mà ngắn á, nó sẽ theo cái đẹp là theo cái lúc mình cắt đôn vậy. Giống như cây này nè, hồi đó cắt đôn ở đây, bây giờ nó ra hai chữ V nè. Đó, nó hơi dài, theo em giờ cắt lại cái nữa, mình đôn đây nữa là được hai chữ V nữa rồi. Nè, cắt ở đây. Lúc nào cũng vậy, ở trên này nó phải ngắn hơn cành dưới. Tại biết sao mình nuôi theo cái phong tàn nó tam giác gì mà, phải ngắn cành dưới. Đây cái cây này nó gì nè, nghe cả nhà, nó có một cái cành này nó rất là hay, không biết cái mặt nào. Không, mặt nào cũng được hết trơn. Nè cái cành này nè, cái cành này là cái cành nè. Đó, chữ C mà. Nè. Cái dạng như nó hồi đây nè. Đó, cả nhà thấy không, cành hồi nè. Giờ em cắt bỏ đây. Cắt bỏ cành dâm. Nếu mà mình lấy hồi á, mình phải dằn cái dây xuống để em cắt bỏ này cho nó thoáng nè. Cái cây này thì hồi cắt xong cũng mang vô vườn rồi cả nhà ơi. Nè. Đó. Mình cắt thì sao, mình bỏ cái cành này đi nè. Cái cành nó dài phải không? Bỏ cành dâm. Bỏ cành dâm. Đó, để cho mấy này nè, khi mà mình cho nó lớn ra rồi nè, em đang nói nguyên tắc để nuôi cây nha. Lớn ra rồi thì cốt cái này trong nó bự, nhưng có cái mình hơi sửa sao cho nó ngang ra vậy để em giữ lại. Nó ngang ra vậy nè, thì cái phong cây của mình nó sẽ đẹp, chứ mình vươn vậy nè, nó đâu đúng. Bởi vì em cắt vậy phải không? Em cắt ở đây chứ cái đây hồi mình tính ha. Cắt đây đi. Rồi, tới cái cành ở trên. Quan trọng nhất là có đọt chủ nè, cái cây này nè. Em sợ là sợ có đọt chủ của nó rồi. Cắt dây ra cái. Em tận dụng luôn cái chi này nó vươn lên quá nè, nhưng có cái mình thấy nó cũng hơi hợp lại, em để luôn. Với cái cành này nè, cái cành này nếu mà cả nhà để á thì vì tương lai cả nhà lợp đây phải không? Đây nè. Tương lai cả nhà lợp ở đây thì nó sẽ che cái đọt chủ. Bây giờ mình sẽ cắt bỏ cái cành đó. Rồi dàn trên nó thiếu chi nào mình nuôi được. Ở dưới quan trọng hơn ở trên, tại biết sao không? Cành một quan trọng nhất là cái cây phôi mai á, khi mà nó có cành một cành hai rồi thì nó là một cái điểm lợi rất là tốt để cho mình nuôi cây đó. Quan trọng nhất còn dàn trên thì mình nuôi được rồi, ghép cũng được, áp cũng được, nó quan trọng nhất ở dưới thôi. Với một cái những cái cây mai mà nó không có gì nữa rồi, lúc đó thì cả nhà ghép sáng ăn miếng bánh mì vô mà sao nó dữ vậy ta. Rồi đây em cắt vậy rồi nè ha, rồi lấy lên cái dàn trên xác định lại cái đọt chủ. Giờ cây này nè, ngày xưa cắt đôn đây nè, bây giờ mình cũng cắt đôn ở đây luôn. Đó, ngày xưa cắt đôn đây, giờ cắt đôn đây luôn. Nếu mà lúc đó ba em mà cái cành lên đây phải không, mình lấy cái chi đó mình lọp ra rồi thì mình vẫn cắt đôn đó. Đó, mình đôn từ từ ra ngay trong cái vị trí mà lúc mà mình cắt đôn á, thì cái cây mai mình
định hình nó dễ hơn. Rồi đây là một phô mai ha. Giờ qua bên này. Qua bên này nè. Đó, cành này. Trên này thì nó sẽ có một cái cành dạng như cành phong đi, mà có những cái cành nó dương lên vậy nè. Mình cắt theo đúng cái vị trí mình cắt đi. Đó, cắt ở đây. Còn cành này nè, mình đừng có cắt bỏ cái nách của nó, mình cắt ở đây. Đó, là nó có một cái chi ở đây nè, chi đúng luôn nè. Đúng ngay trang điểm dương thì mình sẽ lợp nó ra đây. Đó, giờ xác định lại cái đọt chủ. Chiều em nói cả nhà luôn nè, có những cái cây mai á, khi mà cả nhà nhìn cái cây á, cả nhà mới biết được. Cả nhà biết được nè, chẳng hạn như em đang đứng ở ngoài. Cái cây mai này ngày xưa đã chỉnh sửa, có một cái đoạn co đọt chủ rồi nè. Thì tới lúc mình làm á, chẳng hạn như cả nhà cắt ở đây. Cả nhà cắt ở đây ha. Thì cả nhà phải lắc léo nó. Còn bây giờ là theo mới, ngày bóc, ngày tầm luôn. Ở đây nó có cành này nè, nếu mà cả nhà cắt ở đây thì cả nhà nuôi lên bằng vậy phải không, thì cả nhà bắt chi đây đó. Nhưng khoảng cách của mai vàng thì không có cần để cho nó khít quá, không cần chính xác theo cái vị trí mà chấm điểm bonsai này kia thì nè, cắt ở đây đó là ok. Đó, cả nhà thấy không, ok không? Bây giờ mình đi nghía nghía nó lại cái. Nghía là nghía để xem cái phong cây của mình nãy giờ cắt nó hợp lệ hay là chưa. Tại em đứng đây nè, em đứng nhìn ngang, em không có đứng xa như cả nhà. Cả nhà thì nhìn thấy nó hợp lệ hơn em. Đây nè, những cái cành trên này nè. Những cành trên này nè, nãy có chữ V nhưng mà mình nhìn thấy nó xa quá thì mình cắt ngắn lại cái. Để mình nuôi cái cây phong cây cho nó đều. Cái cành này nè, cả nhà đang nhìn thấy nó sai. Phải không? Đâu, để em quay cái mặt tiền bên này nè. Đây, cả nhà mình thấy nó sai. Sai là sao? Nó đúng vị trí nhưng có cái nó vươn lên quá nè. Nhưng cả nhà phải cặp một sợi dây nhôm vô. Ê Long, đi cắt anh một sợi dây anh cặp này vô để cho cả nhà xem luôn ha Long. Khi mà cả nhà cắt đôn vô rồi á, thì cả nhà bô keo vô. Bô keo vô, cả nhà để nguyên vậy cho em. Và cả nhà kiểm tra cái chất chồng như nãy giờ em nói nè. Chất chồng gì nè. Cả nhà thay được thì thay luôn cũng được. Tại vì mình cắt đôn vô rồi, nó đâu có còn lá trên nữa đâu. Cả nhà để cho nó kéo nhựa lên trên. Cả nhà cứ tưới Ridumin Gold. Để làm gì? Để cho cái dàn cây của mình á, nó có dạng như là nó sẽ sát khuẩn cái dàn rễ và nó kích thích rễ, kèm theo thuốc kích rễ 3N3N Atonic này kia cũng được. Còn những cái thuốc mà chẳng hạn để cúng cây để dành cho những cái cây khác đó, tại vì nó mắc tiền quá, giờ cả nhà cứ xài Atonic N3M kích thích sinh trưởng, đẩy lên trên để cho nó ra tược. Ra tược xong rồi cả nhà làm gì, cứ xịt thuốc sâu này kia vô cho em là được. Rồi đây, khi làm xong rồi nè, cả nhà nhìn thấy đâu cái mặt mặt tiền bên đó. Đây, tại sao mình cặp dây vô vậy? Để cho cái cành này nó vươn ra nè, đỡ nó nha cả nhà. Tại chỗ này nó có một cái khớp ngày xưa mình cắt giật nó, đỡ nó. Mình làm cái gì lúc nào em cũng làm cái mặt bên này nó mới đúng. Nè, nó có cành rơi nè, thấy không? Đó, bẻ gì ra, ngang ra gì nè. Em sợ gãy, em không dám làm mạnh tay. Rồi, đó, ngày hôm nay em đã làm xong nhiệm vụ của em, hướng dẫn cho cả nhà để làm gì khi những cái cây mai mình chơi Tết, những cái các bước mình làm gì. Thì em giờ em nói gắn gọn lại cái. Một cái cây mai khi mà mình đã chơi bông xong rồi thì nó sẽ tạo hạt, lúc đó cả nhà không cắt đôn lại. Cả nhà nó sẽ, cái thứ nhất là sẽ bị mất sức cây, nó sẽ hút những cái chất dinh dưỡng lên, nó nuôi những cái hạt đó. Rồi, cái thứ hai, khi mà cả nhà chơi Tết xong, cả nhà không cắt tỉa, dàn tàn của nó sẽ ra càng lớn. Thì những cái đối với những cái cây mai chơi chậu, em đang nói về cái cá nhân những cái cây mai chơi chậu đi, cả nhà nuôi càng ngày cái phong tàn lớn ra thì cái phong cây nó sẽ không có đẹp. Bởi vậy mình cắt đôn lại sao, mình năm sau tới năm 2024 mình có một cái cây mai phong tàn đẹp đó, mình nuôi lại. Và cái thứ ba là những cái bước mà mình phải cắt đôn lại để cho cây mai mình nó hồi sức, rồi mình sẽ tạo lại cái dàn rễ mới, rồi mình chẳng hạn như là mình
kích thích sinh trưởng gì cho nó. Đó, mình nên làm như vậy nha cả nhà. Xoay vòng tròn lại. Đó, cái này thì em sẽ lên chậu mới nha cả nhà. Nhưng có cái thì ngày hôm nay là ngày mùng 1 tháng 2 thì em sẽ chỉ có một cái đoạn clip hướng dẫn cho cả nhà cắt những cái cây phôi mai vàng, cây mai vàng để mình chăm sóc trong thời gian năm 2 năm mới này thôi nha cả nhà. Còn vấn đề mình lên chậu sẽ có một cái đoạn clip mới gửi cho cả nhà. Rồi, em cả nhà đi ngang thấy clip của em hay, xin mỗi người cho em một like, một cái chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ tiếp cho Mai Vàng miền Nam của em Tài chủ kinh Mai Vàng miền Nam xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị em. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ tiếp cho em nha. Em xin chân thành cảm ơn ạ.